cha, cha đã đặt tên cho thanh kiếm này chưa? Nó có tên là Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Thanh bảo kiếm là tâm đắc nhất cuộc đời. Thứ nào tốt hơn, võ công cao cường hay một thanh bảo kiếm? Một thanh bảo kiếm giúp người sử dụng có nhiều lợi thế. Một người võ công chắc tuyệt lại thêm bảo kiếm, khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhưng cốt yếu nhất chính là người sử dụng kiếm. Vân Nhi, nhớ kỹ điều này. Lòng nhân từ mới là vô địch. Bộ phim Phong Vân do TV2.org thực hiện thuyết minh. Phần 1: Hùng bá thiên hạ. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên. Phong lợi đâu, nan đâu đâu, thiên đâu. Môn ngoài xuyên, có chỉ sâu, nan đâu huy căng hô. Quần chơi chục phong nhà hô, đi chơi chục thiên nhà hô. Vòng tiêu đi, vòng tiêu ngô, vượt dầu dây, chấm mò huy yêu cô. Các diễn viên chính: Trịnh Y Kiện, Quách Vũ Thành, Dương Cùng Như, Thư Kỳ. Ngoài độc huy tâu như sân, đình duyên dẫu truy dẫu biết dẫu nhân thân. Một dẫu phong không chưa quần, sự dẫu chi không sinh cần. Ngoài nhược ngoài chi duyên thân, yêu hằng giả tất con duyên thân. Nguyên tác Mã Vinh Thành. Quần chơi chục phong nhà hô, chỉ chơi chục thiên nhà hô. Mong tiêu đi, mong tiêu ngô, vụt dầu tay, chấm mò huy dầu cô. Thiên hạ hội do Hùng bá bang chủ lãnh đạo, không ngờ lại đạt tới vị trí cao như ngày nay. Ni Bồ Tát, ngài đã quá tán dương ta rồi. Hôm nay ngài sẽ khỏe tiên đoán cho bang chủ, nếu như mọi chuyện tốt đẹp ta cũng được cậy nhờ. Ta cũng mong là vậy. Xử xử, ngươi quả thật là tâm phúc của bang chủ. Thật là nô tài dưới một người nhưng trên cả vạn người. Làm bạn với vua như trời với hổ. Chúng ta không nên so đo với nhau làm gì. Bang chủ có lẽ đang sốt ruột lắm rồi. Tham kiến bang chủ, tham kiến bang chủ. Vậy là ngài đã tới. Liệu ngài có thể tiên đoán? Về trận quyết đấu giữa ta và kiếm thánh, bang chủ thần công cái thế, đệ nhất thiên hạ. Cho dù là vô danh ở phương Nam hay kiếm thánh ở phương Bắc, cũng không xứng là địch thủ. Ni Bồ Tát, ta thật không ngờ lời lẽ của người cứ như là xử xử vậy. Bang chủ, nô tài không có dạy hắn nói câu đó đâu. Nếu như ta đánh bại kiếm thánh, thiên hạ hội nhất định sẽ độc bá võ lâm. Rất tiếc thưa bang chủ, có lẽ phải tận 10 năm nữa ngài mới có thể quyết chiến với kiếm thánh. Sao người lại nói như vậy?
bởi vì vẫn chưa tới lúc. Bang chủ, tôi có thứ này tặng ngài. Cái gì vậy? Kim lân khởi thị từ Trung Nhật, nhất ngộ phong vân tiện hóa rồng. Hai bức họa đồ này nói về hai người môn đồ mới mà ngài sẽ thu nhận. Một người tên Phong, người còn lại tên Vân. Phong và Vân, Phong vô hình vô tướng, không ngừng không nghỉ, Vân tụ tán vô thường, lúc hợp lúc tan. Còn điều này nữa, làm cách nào tìm ra Phong Vân, chuyện đó tùy thuộc vào số mệnh của ngài. Nếu như tìm được họ thì sao? Mệnh ngài sẽ hóa rồng, khi đó chỉ việc ung dung thâu tóm thiên hạ. Đó là tiền vận, vậy còn hậu vận? Cứ tìm được Phong Vân trước đã. Văn Sử Sử. Dạ thưa bang chủ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm bằng được Phong Vân. Nô tài đã rõ. Đây là bảo vật của Ba Tư, có tên là Âm Dương Bảo Hộp. Trên đó có 108 thiên căn địa chí. Bang chủ tài trí hơn người. Nếu như ngài có thể tìm ra cách kết hợp thật chính xác, bảo hộp sẽ mở ra. Nó nắm giữ đáp án về hậu vận của ngài. Khi đó, tôi mới có thể cho ngài một lời tiên đoán tiếp theo. Chớ nên sử dụng vũ lực để mở. Nếu không, bảo hộp sẽ tan tành và mọi thứ nó nắm giữ sẽ bị tiêu hủy. Được. Hùng Bá Tài nhất định sẽ mở được bảo hộp. Tránh ngược, mau tránh ra nào. Thiên Hạ Hội có lệnh, tất cả những đứa trẻ có ngày giờ sinh trong danh sách đều phải trở thành môn đồ của Thiên Hạ Hội. Ông chủ, ông chủ, Thiên Hạ Hội đang lùng bắt những đứa trẻ giống như thiếu gia. Đừng để bọn chúng biết gì về Vân Nhi. Vâng. Vân Nhi, qua đây. Hồng Nhi, con nhớ băng tâm quyết ta dạy con không? Cha đừng lo, con vẫn nhớ mà. Nước qua đầu gối Phật, hỏa thiêu lăng vân động. Câu này có ý nghĩa gì hả cha? Con sông này hàng năm thường xuyên có lũ lụt, tương truyền rằng khi nước tràn qua đầu gối tượng Phật thì cả động lăng vân sẽ bị lửa thiêu. Vậy là cả ngôi làng cũng bị ngập nữa. Hồng Nhi, ta đã cõng con rất lâu rồi, sao con không xuống và đi cùng với ta? Hồng Nhi rất thích được cha cõng trên lưng.
Chà, liệu lần này chúng ta sẽ gặp được mẹ chứ? Sao con lại hỏi vậy? Phong Nhi đã 10 tuổi rồi, đâu còn là đứa trẻ nữa. Đừng bao giờ nhắc tới mẹ con thêm một lần nào nữa. Đàn bà chỉ toàn gây rắc rối mà thôi. Hùng bá, ta đã quy ẩn giang hồ nhiều năm nay, sao vẫn cứ làm khó ta? Nam lần lĩnh thượng hỏa lần liệt, Bắc hải tiềm thân tuyết ẩm hàn. Mục tiêu cả đời ta là tập hợp đủ thiên hạ, thập đại kỳ binh. Chỉ riêng việc người nắm giữ tuyết ẩm đao cũng đủ đáng chết rồi. Tuyết ẩm đao được ta chôn trên núi. Nếu như thích giao đấu, ta sẽ dùng cảnh trúc này giết người. Nếu như ta thắng, ta sẽ chọn tuyết ẩm đao hoặc phu nhân của người. Còn nếu như ta bại trận, ta sẽ giao cho người hỏa lân kiếm. Người phải trả giá cho những lời lẽ điên khủng của mình. Nhiếp Nhân Vương, hôm nay ta dùng cảnh trúc đánh bại người, nhưng đó chỉ mới là hiệp đầu thôi. Ta cho người 2 năm, hãy mang tuyết ẩm đao tới gặp ta ở Lăng Vân Động. Còn bây giờ ta sẽ mang theo phu nhân của người. Phong Nhi, chờ cha ở đây. Cha, hãy mang mẫu thân về. Cũng lâu rồi nhỉ? Người tới một mình ư? Nhan Anh, tướng công, nàng sao rồi? Rất vui vẻ. Nhiếp Nhân Vương, lẽ nào ngươi không hiểu? Nguyên Nhan tự nàng muốn theo ta, chứ ta chưa từng ép buộc nàng. Nhan Anh, lẽ nào chàng không nhận ra, kể từ khi chàng bỏ đao quy ẩn, thiếp chưa từng mỉm cười dù chỉ một lần. Điều thiếp cần là một người anh hùng đỉnh thiên lập địa, chứ không phải là một kẻ nhu nhược.
chỉ biết cung phục, chiều chuộng mình. Giờ ta hiểu rồi. Chỉ có cách cướp đi phu nhân của người mới khiến người tái xuất giang hồ. Ta muốn ép người sử dụng tuyết ẩm đao. Để ta cho người biết, ta chỉ lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của mình, chứ chưa từng yêu cô ta. Hùng Bá, người là tên tiết diện bị ổi. Phong Nhi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Chúng ta sắp quyết một trận tử chiến. Nhưng ta có một lời thỉnh cầu. Thỉnh cầu, nói đi. Ta có một đứa con trai tên là Nhiếp Phong. Nếu như ta chết, hãy tha cho nó. Được, ta hứa với người. Mẹ thật có lỗi với con và cha con. Mẹ, mẹ ơi, đừng, mẹ. Cha, cha. Chạy đi, đừng lo cho ta. Không, con không đi đâu cả. Chạy mau lên, mau lên. Cha. Ta đã đắc tội gì mà sao các người lại ra tay với chúng ta? Đây là lệnh của bang chủ, hãy mau giao con trai người vào tuyệt thế hảo kiếm cho thiên hạ ngồi và sẽ tha chết cho. Ta thả chết còn hơn chịu nhục. Đằng nào chúng ta cũng tìm ra kiếm để giết chết tất cả các người. Ta đã giấu nó đi rồi, cho dù các người có tìm ra cũng chẳng thể sử dụng nếu không có máu từ ta hay con trai ta. Còn một thằng nhóc, điều nó có phải con trai của Hoắc Bộ Thiên không? Chắc không phải đâu. Nó chẳng hề rơi dù chỉ một giọt lệ. Mang nó về cùng toàn bộ số kiếm này về thiên hạ hồi. Rõ. Phim được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org.
Cha ta đâu? Cha ta đâu rồi? Bình tĩnh lại đi. Chính cha muội đã mang huynh về đây. Nếu không, huynh đã trở thành mồi cho lũ sói rồi. Ngạc nhiên lắm hả? Đây chính là Thiên Hạ Hội. Muội là Khổng Từ, con gái của bang chủ. Còn huynh ấy là Tần Sương. Để đã hôn mê suốt hai ngày đêm rồi. Uống chén trà đi, rồi mới mang đồ ăn tới cho huynh. Nóng quá hay sao vậy? Bang chủ Văn Thành Võ Đức, thiên hạ vô song. Ba năm nay, thiên hạ hội càng ngày càng lớn mạnh, giờ đã trở thành bang hội lớn nhất trong võ lâm. Hôm nay, ta muốn công bố một chuyện. Sau Tần Sương, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ta. Ta sẽ chuyển lại Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng và Phong Thần Cước lại cho ba người. Thiên Hạ Hội nhất định sẽ hùng bá võ lâm. Bang chủ Văn Thành Võ Đức, thiên hạ vô song. Không thể tới dự hẹn quyết chiến. 10 năm nữa kiếm thánh. Ni Bồ Tát đúng là thần cơ diệu đoán. Mười năm sau, sao ngươi không dốc toàn lực tấn công? Thân thể đường chủ đáng giá vàng ngọc, sao tôi dám mạo phạm? Nếu như cả người ta còn chẳng thể tiếp chiêu, thì ta nên đi chết cho rồi. Bất đường chủ, bang chủ muốn gặp người và phong đường chủ. Mang những viên đá ngũ sắc này đến cho Khổng Từ. Rõ. Vào đi. Tiểu sư muội, nơi này là cấm địa, chúng ta không được phép vào trong. Chỉ với người ngoài thôi. Còn muội là con gái bang chủ. Đây là kiếm mộ, chỗ cất giấu binh khí. Nếu như có lệnh cấm, ắt hẳn nơi này rất nguy hiểm. Chính bởi vậy muội mới bảo các huynh theo. Đúng là đồ hèn nhát, muội vào một mình vậy. Thôi được, hai người vào, ta sẽ canh chừng ở ngoài. Đại sư ca lúc nào cũng tốt với muội. Phong huynh, đi thôi. Cô nữ đúng thật rắc rối. Huynh coi kìa, lửa thần. Không phải, đó chỉ là đom đóm thôi. Để muội bắt vài con về. Trong sông cuốn trôi, như say say nhau phong sương trời.
Có người tới, đi mau. Đi thôi. Với sự trợ giúp đắc lực của Phong Vân, Hùng Bá chẳng những giữ được uy quyền tối cao mà còn không ngừng mở rộng giang sơn với võ công chắc tuyệt của mình. Hùng Bá vượt qua mọi đối thủ ngoại trừ một người, Kiếm Thánh. Ni Bồ Tát quả là thần cơ diệu đoán. Nếu thêm một bức họa đồ khác, ta sẽ tìm ra vận mệnh của mình. Nhưng nó còn nằm trong chiếc bảo hộp này. 10 năm qua, ta đã không tài nào tìm ra cách kết hợp chính xác. Còn Ni Bồ Tát cũng đã 10 năm bặt vô âm tín. Dương Nhi, Phong Nhi, ta đã hết kiên nhẫn rồi. Hai con hãy mau đi tìm Ni Bồ Tát. Giang hồ có câu, muốn gặp Ni Bồ Tát, trước tiên phải bắt được hỏa hầu. Đó là manh mối giúp các người trong việc tìm kiếm. Vậy ngươi không cùng đi sao? Ta chỉ là con chó giữa nhà thôi. Một khi bước chân ra khỏi cánh cổng thiên hạ hội, ta yếu ớt mong manh lắm. Sao có thể chịu đựng được vất vả cam go chứ? Văn Sử Sử. Phong Nhi, phong thần cước của con vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Bởi vậy, chuyến đi lần này, nhớ nghe theo đại sư huynh của con, đệ tử đã rõ. Vân Nhi, ta có nhiệm vụ khác cho con. Xin trở lệnh sư phụ. Độc Cô Nhất Vương của Vô Song Thành có ý định sẽ liên minh với chúng ta. Ta đã nói, muốn hắn giao Vô Song Kiếm để bày tỏ thành ý. Sắp tới đại thọ của hắn, con hãy tới Vô Song Thành. Đệ tử sẽ mang Vô Song Kiếm về. Ta còn muốn nhiều hơn thế. Hãy mang đầu của Độc Cô Nhất Vương về cho ta. Con làm được chứ? Con làm được. Con đã có 7 phần công lực của bài Vân Trường do ta chân truyền. Con nhất định đắc thủ với sự giúp đỡ của Biển Bức và Hắc Điều. Cha, con cũng muốn đi. Từ Nhi, chuyện gì vậy? Họ có thể đi, sao con lại không thể? Ta biết rồi. Vậy con muốn đi cùng Phong hay Vân? Huynh đi giết người, còn lâu muội mới đi với huynh. Phong, muội muốn đi với huynh. Sư muội, chúng ta đâu có đi chơi. Muội biết, chúng ta sẽ đi hành hiệp trượng nghĩa. Đó không phải là tiêu chí của thiên hạ hội đâu, Khổng Tử cô nương. Sử Sử, cầm miệng lại. Các con mau về chuẩn bị. Sáng mai khởi hành. Rõ rồi sư phụ. Từ Nhi, con ở lại. Vân Huynh, đệ đã bảo kiếm mộ cùng với sư muội. Vâng, nhưng xin huynh đừng nói với sư phụ.
Xa xa, đuổi theo cháu đi. Đừng chạy nhanh. Tiểu ngã bây giờ. Ông lão, nơi này sắp có đánh nhau, hãy mau lui đi nơi khác. Bao vây hắn. Ta kính nể ngài là hòa thượng Thiếu Lâm. Mau ra hỏa hầu ra đây. A Di Đà Phật. Chẳng ai có thể chống lại lệnh của Vô Song Thành. Muốn gặp Ni Bồ Tát, trước tiên phải đoạt được hỏa hầu. Tại sao các người lại muốn tìm Ni Bồ Tát? Sắp tới đại thọ 60 tuổi của cha ta muốn Ni Bồ Tát chúc cho cha ta luôn khỏe mạnh và nói với cha ta, người sẽ sống lâu 100 tuổi. Vận mệnh đều đã được sắp đặt trước. Nếu như Ni Bồ Tát nói với cha ngươi rằng ông ấy sẽ chết vào ngày đại thọ của mình, thì sao? Nhảm nhí. Vô Song Thành là bang phái mạnh nhất, sánh ngang với Thiên Hạ Hội. Cha ta võ công tuyệt đỉnh. Đến cả phái Thiếu Lâm còn kính nể vài phần. Hỏa hầu thuộc về Thiếu Lâm tự. Ni Bồ Tát đã đánh cắp nó, nên giờ ta phải lấy lại. Nếu như ngươi không ra hỏa hầu, đừng trách ta không nể mặt Thiếu Lâm tự. Tại hạ Nhiếp Phong, thứ lỗi đã mạo phạm, đi mau. Bọn họ sắp đánh nhau rồi, đi thôi. Ông lão cứ đứng lại, chứng kiến mọi việc. Chắc ông không rõ thế nào là giang hồ hiểm ác. Ngươi là kẻ nào mà ngạo mạn vậy? A-di-đà Phật, Phong Thần Cước, Thiên Sương Quyền. Lẽ nào các vị không nhận ra hai vị đường chủ của Thiên Hạ Hội? Ta cứ nghĩ các vị theo cùng một phe chứ. Đôi lúc số lượng chẳng thể quyết định được việc gì. Chúng ta sắp liên minh, trở thành người một nhà. Tại sao cứ phải làm khó nhau? Đừng nói những lời nhảm nhí như vậy. Chớ có đánh đồng bọn ta với các người. Tất cả các người chống lại một vị hòa thượng chắc chắn không thể nào là người tốt được. Ý các người nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu. Sơn đại ca, chúng ta có ra tay nặng quá không? Ta nghĩ là không. Vừa rồi ta chỉ phế bỏ võ công của chúng mà thôi. A-di-đà Phật. Đại sư, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tại hạ. Xin đừng làm khó. Hãy cho tại hạ mượn hỏa hầu. Tại hạ hứa sẽ hoàn trả trong vòng một tháng. Ta đã nói hỏa hầu thuộc về Thiếu Lâm tự. Nếu như các vị đòi lấy nó, thì thử hỏi các vị khác gì so với những người này. Nếu không có hỏa hầu, chúng tôi không thể tìm được Ni Bồ Tát. Tại hạ biết ăn nói thế nào với sư phụ đây. Các người cũng muốn tìm Ni Bồ Tát luôn ư? Các người chẳng hề nể mặt bọn ta chút nào. Đúng thế, vậy thì sao? Đại sư, xin hãy chiếu cố, chúng tôi cần hỏa hầu. Thứ lỗi, ta không thể tuân theo. Vậy thì xin đắc tội. Ở đó mà lăng mạ, giờ hỏa hầu đã nằm trong tay ta. Cáo từ. Sư đệ, không cần đuổi theo. Vậy là sao? Chúng ta cần hỏa hầu đã để tìm Ni Bồ Tát. Nay ông ta đã ở ngay đây, còn cần phiền phức để làm gì? Đừng cải trang nữa, Ni Bồ Tát. Không ngờ ta lại bị ngươi nhận ra.
Ta biết Ngài rất giỏi về thuật cải trang. Thế nhưng nét mặt của Ngài không có biểu hiện gì trước những chuyện vừa rồi, rõ ràng chẳng phải là người thường rồi. Mà đến khi đứa bé ngây thơ này hét lên khi nhìn thấy hỏa hầu, ta mới dám khẳng định. Gia Gia, họ mang Hỏa Nhi đi đâu rồi? Cháu đừng lo, họ không hại nó đâu. Ta đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, thế nên mới bị trời của phạt thế này. Chỉ có hỏa hầu mới hút được chất độc và chia khỏi những cơn đau của ta. Hãy mang nó về giúp ta. Xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ các vị. Xin lỗi, đi thôi. Bang chủ chắc đang rất nóng lòng gặp ta. Mời. Người thật đáng ngưỡng mộ, hơn 3.000 thuộc hạ trung thành thề sống chết cùng Ngài. Ngài có thứ tốt nhất mà kẻ nào cũng ao ước. Mừng Ngài đại thọ, con trai độc nhất của Ngài, Độc Cô Minh đã mở yến tiệc kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng tại sao giờ này cậu ta còn chưa đến? Nó ra bên ngoài, tìm Ni Bồ Tát. Thiên hạ hội có cử ai đến không? Vẫn chưa, thưa thành chủ. Đường chủ, mọi việc đã sắp đặt xong. Gã Độc Cô Nhất Phương đó có vẻ vui lắm. Mà người của Vô Song Thành đều có mặt, ngoại trừ con trai hắn, Độc Cô Minh. Canh hai hành động. Rõ. Ngươi là ai? Từ lỗ đã mạo phạm. Ngươi chính là Bộ Kinh Vân. Sư phụ lệnh cho ta đem Vô Song kiếm về. Bọn người thiên hạ hội đều là một lũ đê hèn. Đường chủ, vẫn còn có kẻ còn sống. Đừng giết tôi. Về thôi. Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Kẻ nào tiêu diệt cả Vô Song Thành thế này? Mày thì có gì tốt lành chứ? Đi Bồ Tát thì có gì tốt lành? Hỏa hầu không có tội. Đại sư, xin Thiếu Lâm tự chủ trì công bằng, xin hãy giúp tôi báo thù và đòi lại công bằng, giết tất cả mọi người ở Vô Song Thành chỉ trong một đêm. Ngoài thiên hạ hội ra, chẳng còn ai có đủ khả năng làm. A-di-đà Phật. Phong sư đệ, đệ đang nghĩ gì? Cha đệ đã mất tại đây. Chính sư phụ đã cứu đệ.
Tương truyền rằng huyết bồ đề ở trong Lăng Vân Động có thể trị mọi vết thương, tăng cường công lực. Nhưng chẳng ai có thể vào trong đó mà an toàn trở ra cả. Họ nói bên trong có Hỏa Kỳ Lân canh giữ. Phong đường chủ, ngài có nghe nói gì về trận chiến của cha ngài không? Ngài biết được điều gì sao? Sư phụ nói, cha tôi đã quyết đấu với Nam Lân kiếm khách, ông ta cũng đã chết trong động. Ta có một thỉnh cầu. Ngài nói đi. Cha mẹ của con bé đều đã mất. Ta là người thân duy nhất của nó. Ta muốn hai vị tìm người giúp nó một nơi nương tựa. Lẽ nào ngài đoán được chuyến đi lần này có chuyện chẳng lành? Phật băng qua sông, tính mệnh chẳng thể giữ được. Đại bá, cha con bị kẻ khác ám hại, thê thảm lắm. Đây là những người duy nhất của Vô Song Thành còn sống sót. Đại bá, người phải giúp con. Con phải báo thù cho cha và cả Vô Song Thành. Đại bá, đại bá, cầu xin người hãy giúp con báo thù. Đại bá. Bọn họ đã nhận cháu của ngài làm nghĩa tử. Phong đường chủ quả là người có tấm lòng nhân hậu. Nếu thiên hạ hội ai cũng như ngài thì võ lâm đã sớm bình yên. Vậy đệ tử của Hùng Bá Bộ Kinh Vân ra sao? Vân sư đệ là người khó đoán, luôn hành động một mình. Nhưng trong số ba người có công đệ ấy cao nhất. Đúng là thiên mệnh. Quay lại đi. Gia Gia. Gia Gia. Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến, Phong Vân Tế Hội Hiền Thủy Du. Nhiều năm trước, người ra đi bạt vô âm tín, để lại bao khúc mắc còn chưa sáng tỏ. Giờ thì bảo hộp đã được mở ra, mau giải thích cho ta. Nó nghĩa là gì? Thành tại Phong Vân, bại tại Phong Vân. Nghĩa là sao? Không ai có thể chống lại số mệnh. 10 năm đại vận của bang chủ đã qua rồi. Vận khí của ngài đã tận.
hành tại Phong Vân, bại tại Phong Vân. Rõ ràng ám chỉ vận mệnh của ta sẽ do Phong Vân kiểm soát. Nhưng lẽ nào Phong và Vân đó chính là hai cao đồ của ta, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân? Ngày Đô Bộc đoạt quyền lực của chủ chẳng còn xa nữa. Đây là thiên ý, con người chẳng thể nào chống lại. Thiên ý? Ta không tin vào thiên ý hay vận mệnh nào hết. Chẳng phải từ trước đến giờ bang chủ vẫn luôn tin đấy sao? Con người là vậy, chỉ tin vào những cái tốt, còn những cái xấu thì chẳng bao giờ thừa nhận. Đúng là tự lừa dối mình. Nhân định thắng thiên, vận mệnh của ta tự do ta nắm giữ. Ta sẽ xoay chuyển tất cả số mệnh. Vân, Phong, tứ đại kỳ binh của võ lâm gồm có một đao, ba kiếm, đều là những bảo vật vô giá. Tuyết ẩm đao được chôn ở Lăng Vân Động. Tuyệt thế hảo kiếm hiện vẫn chưa rõ tin tức. Hỏa lân kiếm và vô song kiếm đều đã nằm trong bàn tay ta. Ta rất hài lòng. Vân Nhi, con đã không làm ta thất vọng, dành sự xuất cao đồ. Tốt. Cha, đừng nên trẻ con như vậy. Con nghe nói Vân Sư Huynh trở về nên con mới tới gặp huynh ấy. Đa tạ sư muội quan tâm. Ai thèm quan tâm đến huynh? Muội quan tâm tới thứ huynh nợ muội cơ. Huynh có mang chúng về không? Vân Nhi nợ con thứ gì? Cha, đam mê của cha là sưu tầm bảo kiếm. Con cũng mê sưu tầm, nhưng con thích những viên đá quý cơ. Vân sư huynh còn nợ con 19 viên đá ngũ sắc. Thật là lỗ bịch. Bang chủ, Sơn đường chủ và Phong đường chủ đã trở về. Chúng đâu rồi? Bọn họ quỳ ở ngoài không dám vào. Đứng dậy đi. Các con để mất Ni Bồ Tát là do thiếu kinh nghiệm. Cảm tạ sư phụ. Nhưng Vân Nhi đã đắc thủ và mang về vô song kiếm. Đệ tử xin phép cáo lui. Bộ Kinh Vân như một con thú hoang, chẳng thể nào kiểm soát được. Đã 10 năm rồi sau cái chết của Độc Cô Nhất Phương, ta mới nghe tin về kiếm thánh. Chúng ta sẽ kết thúc trận quyết chiến 10 năm trước. Ta cần phải bế quan một thời gian để tu luyện tam phân quy nguyên khí.
Qua đây. Trước khi bế quan, ta cần phải sắp đặt một số chuyện. Trong số ba đệ tử, con là người có tấm lòng nhân hậu nhất. Phong Nhi, ta muốn tác thành cho con với con gái ta. Ta đã định ngày rồi. Tử Nhi, con muốn thành thân với Phong Sư Huynh chứ? Sao cha lại hỏi vậy chứ? Con không mau theo nó. Sư phụ, chuyện hôn lễ có thể tạm thời không nhắc tới được không? Cha con và ta là bằng hữu chi giao từ lâu đã bàn tới chuyện đính ước. Trước kia ta không nói vì nghĩ rằng chưa đến lúc thích hợp. Con và Từ Nhi lớn lên cạnh nhau quả là duyên trời tác hợp. Nếu như con còn không ưng thuận, ta sẽ không vui. Phong sư đệ, chúc mừng đệ. Đệ, ta kể cho các ngươi nghe một chuyện. Cha muốn ta lấy Phong sư huynh. Ta thích Phong, nhưng lại thích cả Vân nữa. Từ sư muội, ta là Phong đây. Từ sư muội, Phong huynh, ta muốn nói chuyện với muội. Vào đi, đây đâu phải là kiếm mộ. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Huynh nói đi. Ta còn nhớ khi sư phụ đưa ta tới đây, lần đầu tiên muội đưa cho ta chén trà, ta đã cảm thấy thật ấm áp. Cha muội nói nếu như người không cứu, huynh đã thành mồi cho lũ sói rồi. Ta nhớ chứ. Bởi vậy hôm nay khi sư phụ nhắc tới chuyện thành thân, ta thực sự rất vui. Nhưng tình cảm cần xuất phát từ hai phía. Ta không rõ đó là ý của cha muội hay của muội. Nếu như muội không muốn, ta sẽ không ép buộc. Công tử có biết gì về chuyện này không? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nó không được quyền quyết định. Ánh mắt của con y như lần đầu ta gặp con 10 năm về trước. Nếu như có gì bất mãn, con có thể không tới dự hôn lễ. Vu đại phu, ngài là người được dân làng tôn trọng nhất. Xin hãy giúp chúng tôi. Ngài đem thuốc cứu chữa mỗi khi chúng tôi có bệnh. Ngài luôn đứng ra hòa giải mỗi khi chúng tôi có xung đột. Chúng tôi kính trọng ngài nhất. Năm vừa rồi mất mùa thế, nhưng thiên hạ hội lại thu thuế quá cao. Làm sao chúng tôi sống nổi? Xin ngài hãy giúp chúng tôi. Thôi được, ta sẽ tới gặp Hùng Bá, trình bày về sự vất vả của các vị.
Cảm tạ ngài, Vu đại phu. Hãy về nhà đi. Ta và Sở Sở sẽ lên đường trong vài ngày tới. Mọi người về nhà thôi. Sở Sở. Cha, cánh tay của cha lại bốc cháy nữa kìa. Có vẻ như nó không thuộc về cha. Nhiều lúc đau đớn vô cùng. Họ nói ta có thể chữa trị mọi loại bệnh, vậy mà bệnh của mình không chữa được. Cha, chúng ta sẽ tới Thiên Hạ Hội à? Tuyệt quá, vậy là con có thể đi thăm thú thế giới bên ngoài. Con có thể đùa nghịch vui chơi thỏa thích. Con vừa nói gì vậy? Con chỉ đùa thôi mà. Xin mời. Sương đường chủ, thử cái này xem. Sử sử, người làm gì vậy? Tần làng sẽ đeo thứ này vào người, làm mới đi mà. Để tôi xem như thế nào. Trông người ốm yếu và xanh quá. Trông mặt người còn xanh hơn ta. Khổng tử tổ chức hôn lễ, chắc người buồn lắm. Đâu có, ai nói vậy? Chính tôi dõi theo mọi người lớn lên mà, lẽ nào chuyện đó tôi không biết. Nếu như yêu một người, chỉ mong muốn duy nhất là người đó hạnh phúc. Phong sư đệ có tấm lòng nhân hậu, từ sư muội lấy được đệ ấy quả là phúc phần. Công hỷ, chúc mừng, chúc mừng. Thiên Hạ Hội tổ chức một chuyện vô cùng trọng đại như vậy, làm sao ta có thể không tới tham dự cho được? Hóa ra đây là tân lang, chúc mừng. Vậy mà ta cứ nghĩ dung mạo cậu phải đẹp như hoa này, tại hạ không phải tân lang. Tại hạ là Tần Sương của Thiên Hạ Hội, thay mặt gia sư nghênh đón các vị. Vậy ra đây là Sương đường chủ nổi tiếng đấy sao? Hùng Bá có ba đệ tử chân truyền, Quyền, Trưởng, Cước. Mỗi người đều có một sở trường tuyển học, chỉ tiếc không ai tinh thông kiếm thuật cả. Các hạ rất si mê kiếm, vậy là không ai khác ngoài kiếm si rồi, đúng là vậy. Cha, qua bên kia đi. Tại hạ Vu đại phu, thay mặt cho 320 thôn và 16 trấn tới diện kiến Hùng bang chủ. Thiếp mời của người đâu? Hôm nay tổ chức lễ mừng gì vậy? Thật là tốt quá, từ trước tới giờ chưa từng thấy buổi lễ mừng nào lớn như vậy. Đây là lễ đại thọ, hôn lễ hay mừng tân gia vậy? Sở Sở. Cha, ở đây có biết bao nhiêu người thế này, thêm một hay bớt một người cũng có sao đâu. Hãy để chúng tôi vào trong mở rộng tầm mắt có được không? Chuyện gì vậy? Tại hạ là Vu đại phu. Này ông mặt trắng, để chúng tôi vào xem có được không? Mùi gì vậy? Sao mà khó chịu quá? Đó là mùi xạ hương của nữ nhi mà. Nữ nhi. Chúng tôi vừa đem thảo dược từ trên núi xuống. Có lẽ mùi của mấy vị thuốc đấy mà. Ngươi mang thảo dược tới. Vậy chắc ngươi là Vu đại phu với cánh tay kỳ lân rồi. Chính là tại hạ. Ta thay mặt bang chủ đa tạ các ngươi. Sau hồn lễ các ngươi hãy quay lại. Chỉ tại con cả. Các người mau lui ra. Vâng, thưa bang chủ. Cha. Trông thấy con như vậy trong hôn lễ, ta lại nhớ tới mẫu thân của con. Con rất giống bà ấy. Thật vậy sao? Bà ấy mất khi con vừa chào đời. Bao năm qua, cha đã có rất nhiều người đàn bà, nhưng người mà ta yêu nhất chính là mẫu thân của con. Vậy mà con cứ nghĩ trái tim cha bằng sắt đá,
Từ Nhi, con có biết điều ta ao ước nhất là gì không? Không phải là võ công trác tuyệt, cũng không phải thâu tóm thiên hạ, mà là được trông thấy con gái mình sống hạnh phúc. Ta mong con mãi mãi hạnh phúc. Cha, Hồng Bá, lão Sang Tặc mau ra đây và thay mặt người của Vô Song Thành tới báo thù. Độc Cô Minh, người nghĩ Thiên Hà Hội có thể tới làm loạn được chắc? Thật quá người thờ đấy. Thiên Hà Hội đã hủy hoại cả gia đình ta, cha ta bị kẻ khác ám hại, Vô Song Kiếm bị cướp mất. Cho dù hôm nay Độc Cô Minh ta không thể báo thù, cũng phải cho người thiên hạ biết Hồng Bá là một tên hèn hạ đê tiện, giành lại Vô Song Thành, đoạt lại Vô Song Kiếm. Hòa thượng, mày có quan hệ gì với họ? Đức Phật từ bi, ta đã hứa với vị thí chủ này giúp tìm hiểu về kẻ đã ám hại gia đình cậu ta, rất mong được các vị tường trợ. Kẻ nào dám? Hôm nay là ngày đại hỷ của con gái ta. Ta sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì làm gián đoạn hôn lễ. Thiên Hạ Hội không có uy danh vang dội như Thiếu Lâm, nhưng lại thâu tóm toàn bộ các bang phái trên giang hồ. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. A Di Đà Phật. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Thí chủ, người định thế nào? Ta biết mình kém cỏi, đến cả Nhiếp Phong còn đấu không lại, làm sao có đủ tư cách khiêu chiến với Hùng Bang chủ? Ta tới đưa chiến thư cho bá phụ của ta, Kiếm Thánh. Trận tử chiến sẽ diễn ra vào ngày thu phân. Chúng ta sẽ giải quyết ước hẹn 10 năm trước. Ta đã chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi. Mọi chuyện đều đã ổn. Nào mọi người hãy nâng cốc chúc mừng, cất nhạc lên. Con muốn thành tân nương quá, con cứ như đàn ông, ai mà thèm lấy. Phong đường chủ, trước là ái đồ, giờ lại trở thành con rể của bang chủ. Sau buổi hôm nay, hai người càng thân thiết rồi. Phong Nhi, hãy hứa với ta sẽ đối xử tốt với Từ Nhi. Rõ chưa? Vâng thưa sư phụ. Mau bái cao đường đi nào, quỳ xuống, khoan đã. Vân sư đệ. Vân huynh, đi với ta. Vũ Kinh Vân, người dám sở trò trước mặt ta à?
Mới cứ nghĩ Hình sẽ không tới. Sao mới lại đồng ý lấy Phong? Từ trước tới giờ Hình có bao giờ hỏi tại sao đâu. Ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào muội. Muội lấy Phong rồi vẫn có thể gặp Huynh mà. Từ Nhi, quay lại đây. Tôi đã nghe lệnh ông suốt 10 năm rồi. Từ giờ tôi rời bỏ Thiên Hạ Hội, mang Khổng Tử theo. Con là đàn ông, anh quyết chiến giành lại tân nương của mình. Đừng khiến cho thiên hạ cười nhạo. Hãy quyết đấu vì danh tiếng của mình. Vân, sư phụ, im miệng. Nàng ấy là người của ta, mau tránh ra. Tử muội, có thật vậy không? Ông sư huynh, muội xin lỗi. Vậy sau khi đó muội còn đồng ý lấy ta? Lẽ nào muội không hề có tình cảm với ta sao? Có chứ. Cho dù nàng không yêu ta cũng không sao. Bộ kinh vân ta chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào hết. Nàng mãi mãi là của ta. Khổng Tử, ta yêu nàng. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng. Tử Nhi, sư phụ, chính ta đã giết chết con gái của mình. Nhờ tổ tiên phù hộ, Phụng Vũ cuối cùng cũng mang thai. Vậy là họ Long đã có người nối dõi. Mong rằng nó có thể kế thừa hương hỏa của tổ tiên. Cha, xin hãy phù hộ cho chúng con. Con sẽ chăm sóc dạy dỗ cháu đích tôn của người. Lại Phúc, nhớ trông coi nơi này cẩn thận.
Mặc dù di thể cha ta đã được băng phách bảo quản, nhưng người vẫn cần phải để ý trông nom. Vâng, thưa chủ nhân. Phụng Vũ, nàng ngồi đi. Các hạ là ai? Bộ Kinh Vân, ta cần băng phách. Gì cơ? Đó là bảo vật gia truyền của dòng họ ta. Sao có thể tùy tiện đem cho người ngoài? Ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện, miễn là có băng phách. Bộ Kinh Vân, băng phách là vật để bảo quản di thể của cha ta. Ta rất khâm phục việc ngươi mạo hiểm tới đây. Vì người mình yêu, nhưng ngươi nên suy nghĩ lại địa vị giang hồ của ta ra sao mà dám tới đây đòi băng phách. Đó là việc của ngươi, không phải của ta. Thứ lỗi, ta không thể chấp nhận. Tiễn khách. Long Tu, Phụng Vũ, nàng không sao chứ? Ta chỉ tới lấy băng phách, không muốn hại các người. Khoan đã, không được vào trong. Muốn sống thì cút ra ngoài. Thank you.
Phim được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org. Bố Kinh Vân, trả chiếc thẻ khổng tử lại cho ta. Không ai được phép mang nàng đi. Bằng khả năng của ngươi, ta vẫn còn một thước trong bài vân trưởng chưa truyền lại cho ngươi. Hôm nay ta sẽ thi triển để ngươi chết một cách thanh thản. Bài vân trưởng chẳng thể thi triển nếu không có nước, mà giờ hai ta lại đang ở trên hoang mạc. Ta đã theo ngươi tới tận đây giờ mới lộ diện. Để xem ngươi còn bao nhiêu máu. Ta sẽ dùng chúng để tăng cường sức mạnh cho tam phân quy nguyên khí. Phẩm tử, nàng hãy đợi ta. Cha con này, ở đây có người hôn mê. Chính là bộ Kinh Vân, người đã cướp tân nương. Mau lên, đem cô ta vào trong. Bộ Kinh Vân. Trả lại con gái cho ta. Ta phải báo thù cho cha.
Chắc huynh phải yêu cô ấy lắm. Thật là lãng mạn. Ngay cả trong mơ cũng có thể yêu. Khổng Tử, Khổng Tử. Sở Sở, con làm gì vậy? Không có gì, huynh ấy đổ nhiều mồ hôi quá, để con đi sắc thuốc. Cha vừa đi hỏi thăm tình hình quanh đây. Sau khi Hùng Bá tự tay sát hại con gái mình, Bộ Kinh Vận đem thi thể đi và gây rất nhiều rắc rối. Hùng Bá đã ra tay đả thương cậu ta trong Hoàng Lăng. Chắc là sư đồ bọn họ đã có hiểm khích rất lớn. Thật là đáng thương. Huynh ấy mất người mình yêu và cả cánh tay chỉ trong một ngày. Cha, liệu huynh ấy có chết không? Con coi nó là phu quân hay sao mà quan tâm nhiều vậy? Ai nói là con muốn lấy chồng? Con chứ ai? Chính cha đã dạy con là đại phu. Cứu giúp người khác là quan trọng, bất kể tốt xấu. Phải vậy không cha? Cha, sao cha lại thế? Cha, cha không sao chứ? Con không nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa đâu. Cánh tay này, cánh tay Hoặc Kỳ lần này, dường như cứ muốn tách khỏi cơ thể ta. Mặc dù nó là của ta, nhưng ta không tài nào kiểm soát nổi. Sở Sở, mau gọi người tới đây. Ta muốn làm một chuyện, mau lên. Kể từ khi Bộ Kinh Vân tới, ta có cảm giác cánh tay này đã tìm ra chủ nhân đích thực của nó. Ta sẽ tặng cậu ta cánh tay kỳ lân này. Bộ Kinh Vân, cứ coi như là chúng ta đang trả món nợ từ kiếp trước. Thuốc đắng dã tật, huynh uống đi. Cô là... Mười là Sở Sở. Huynh đã hôn mê 4 ngày rồi. Nếu như cha muội không tới cứu, chắc huynh đã chết. Cánh tay của ta... Sao lại... Có thích không? Chính muội nói giúp huynh đấy. Cậu tỉnh rồi à? Cánh tay đó là của ta, cứ coi như là món quà tặng cậu. Chúng ta đã từng gặp nhau ở trong hôn lễ, Sở Sở. Cất của cánh tay kỳ lân cũng tìm được chủ nhân đích thực. Đà tạ, không cần khách khí. Bộ Kinh Vân, vết thương của cậu cần thời gian phục hồi, cậu cần phải tĩnh dưỡng, Sở Sở. Chúng ta đi thôi. Con ở lại giúp huynh ấy uống thuốc. Không cần đâu, cậu ấy có tay, có thể tự làm được. Phong Nhi, hai tháng qua con chẳng làm gì, ngoài uống rượu rồi say khướt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con chẳng khác nào một phế nhân cả. Con đã thành phế nhân mất rồi.
Hãy cùng Biên Bức và Hắc Điều mang huyết bồ đề về đây cho ta. Từ đó nằm trong Lăng Vân Động, nơi cha con đã mất. Hãy nhớ ta làm mọi việc đều vì muốn tốt cho con. Vân Sư Huynh. Vân Sư Huynh. Vân Sư Huynh. Vân đại ca. Vân đại ca. Tới giờ dùng bữa rồi. Huynh vẫn nhớ tới cô ấy hay sao? Muội cho huynh biết điều này. Khi trông thấy người huynh yêu ở thiên hạ hội, trong bộ đồ tân nương, muội đã rất ghen tị. Người ta gọi muội là Sở Sở có phải vì muội rất dễ chọc cười người khác? Không phải. Bởi vì lúc chào đời, muội đã được chúc phúc bằng một bài thơ. Chỉ vậy thôi. Cảm tạ hai người đã cứu mạng ta. Đừng bận tâm. Huynh sẽ quay lại thiên hạ hội thật sao? Nhất định ta phải quay lại để trả thù. Oan oan tương báo, đến khi nào mới chấm dứt? Trên thế gian này có một loại người không có bằng hữu, cũng chẳng có tình thương. Ta chính là loại người đó. Cha, Phong Nhi rất thích được cha cõng trên lưng. Mẫu thân. Phong đường chủ, uống chút nước đi. Nào.
Thứ gì trên vách đá thế này? Huyết bồ đề, nhất định đây là huyết bồ đề rồi. Bang chủ nói nó có thể giúp nâng cao công lực. Chạy mau! Chạy đi! Mau ra đây, đừng hét nữa. Nếu ngài cứ hét như vậy, không biết chừng con ác thú đó sẽ xuất hiện. Ông đường chủ, đừng nên trách chúng tôi. Ngày hôm đó, 296 mạng người của Vô Song Thành cũng trúng phải chất kịch độc này. Không hương, không sắc, không vị, làm ăn mòn xương cốt. Tất cả bọn chúng đều do Vân đường chủ kết liễu. Sao các người lại làm vậy? Bang chủ đã có lệnh, chúng tôi không dám không tuân theo. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Đây quả thật là cơ hội hiếm có. Nếu như mang đầu của người và huyết bồ đề về, nhất định sẽ được trọng thưởng. Ta trả lại ngươi mấy trái này vậy? Vậy là được chứ gì? Tâm thành khiết sẽ chẳng sợ gì.
Kẻ nào? Là nô tài, xử xử đây. Chúc mừng bang chủ. Người đã luyện thành thần công cái thế, thiên hạ vô song. Người vừa nói gì? Ta kiếm thanh đó thật ngu ngốc mới dám khiêu chiến với bang chủ. Hắn ta đâu biết bang chủ đã làm thành thần công cái thế. Thật đấy, bang chủ đã hoàn toàn có thể xoay chuyển thiên mệnh. Xoay chuyển vận mệnh. Đúng vậy, xoay chuyển vận mệnh. Xử xử. Đứa chỉ giỏi khua môi múa mép. Ăn nói hồ đồ. Đâu có, nô tài đâu dám. Những lời đó xuất phát từ đáy lòng. Mau cút ra ngoài. Dạ, thưa bang chủ. Sư phụ. Con là người duy nhất làm ta không phải lo lắng. Giờ khi cả Phong với Vân đều mặt vô âm tín, mà ngày mai ta phải quyết một trận tử chiến. Ta lệnh cho con thống lĩnh tam đường, trợ lực cho ta giữ thiên hạ. Đệ tử sợ rằng mình không đủ khả năng. Ta đặt trọn kỳ vọng ở con. Sương Nhi, tâm nguyện lớn nhất đời ta là đánh bại Kiếm Thánh, sau đó quyền lãnh đạo thiên hạ hội sẽ ở trong tay con. Cảm tạ sư phụ. Kẻ địch thiên hạ hội đang ở trước mắt. Để bảo vệ Giang Sơn, ta không thể có sơ suất. Kẻ nào bất trung với ta đều sẽ phải chết. Mau trừ khử xử xử, hắn là kẻ phản bội. Có thấy xử xử đâu không? Không, không thấy. Đứng lại. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hùng Bá mới thực sự là kẻ tiểu nhân bị ổi. Hắn đã lừa gạt tất cả chúng ta. Nhảm nhí. Chính người phản bội sư phụ. Người sẽ phải chết. Đừng. Hùng Bá là kẻ lừa gạt Phong Vân và giết hại cha mẹ họ. Ta dẫn ngài đi gặp một người rồi ngài sẽ hiểu. Đó là Ni Bồ Tát. Chính Hùng Bá đã tống giam ông ấy. Sử sử, người trông thật lố bịch. Trong bộ y phục này. Để tôi đi thay bộ khác rồi chúng ta tới gặp Ni Bồ Tát. Sương đường chủ. Vậy người hôm đó cướp ông ta đi chính là...
ta phải tiếp tục, ta phải gắng gượng. Ta không thể chết bây giờ được. Hùng Bá đã sát hại cha mẹ của hai người. Chính ta đã cho hắn quẻ tiên đoán về cậu và Vân. Vậy nên hắn mới để hai người sống sót. Đúng là thiên ý. Vạn vật nhân quả tuần hoàn. Mọi chuyện rồi cũng đến hồi phán quyết. Tôi phải làm gì? Cửu tiêu long đầu kinh thiên biến. Phong vân tế hội hiển thủy du. Kiếm thánh đã tới quyết chiến. Ta chờ dịp này đã lâu lắm rồi. Mặc dù bây giờ Độc Bá Võ Lâm, nhưng không được quyết đấu với người quả thật vô cùng đáng tiếc. Hôm nay chính ta sẽ nhổ đi cái gai trong mắt. Ta rất mừng vì khí lực người vẫn sung mãn như xưa. Nếu như hôm nay có thể khiến người đại bại, ta sẽ không hề hối hận. Ta sẽ dùng vô song kiếm tiếp chiêu với người. Và sẽ khiến người tâm phục khẩu phục. Chờ ta ở đây. Có phải là người không vậy? Sao ta không cử động? Đừng! Ugh.
Ngươi ở đây, để ta vào trong. Đại bá phụ, Hùng bá, ta liều chết với ngươi. Ta thật vô dụng. Hãy giúp ta báo thù. Địa Bồ Tát nói, Phong và Vân phải hợp lực cùng nhau, nếu không sẽ khó hoàn thành vận mệnh. Vân Sư Huynh, huyết Bồ Đề có thể giúp nâng cao công lực. Sương Nhi, hãy công bố với toàn thiên hạ, Kiếm Thánh, kẻ địch lớn nhất đã bị ta đánh bại, giờ ta đã thực sự là thiên hạ vô địch. Chính người đã sát hại cha mẹ của Phong và Vân. Chính người ra lệnh cho Biên Bức và Hắc Điều ám toán Phong sư đệ. Có phải vậy không? Vậy ra người đã tha cho Văn Sử Sửu. Hùng Bá, ông là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Đúng vậy. Trong ba người, ngươi quả là kẻ ngu xuẩn nhất. Ta không cần cái thứ quyền lực ông đem cho nữa. Ông chỉ lợi dụng ta mà thôi. Đúng thế. Cần phải biết rằng thà ta phụ thiên hạ, chứ nhất định không để thiên hạ phụ ta, bao gồm cả ngươi. Tần Sương, ngươi định đi đâu? Kể từ giờ ta rời bỏ thiên hạ hội. Đây là nơi ngươi muốn đến thì đến. Thích đi là đi hay sao? Sương Huynh, vậy ra hai người vẫn chưa chết. Hùng Bá, Kiếm Thánh võ công chắc tuyệt, còn không là gì so với tâm phân quy nguyên khí của ta. 10 năm trước ta từng hỏi ông, liệu ông còn lo ngại một ngày ta sẽ báo thù không? Khi thu nhận người, ta đã tính toán trước sẽ có ngày hôm nay rồi. Phong đường chủ, ta có hai câu này gửi tặng hai người. Nếu như đi quá xa, vận mệnh sẽ sớm chấm dứt. Hãy
Ta truyền thụ cho các người toàn bộ võ công. Nên nhớ, ta là sư phụ của các người. Vô thường, phòng vô tướng. Các người nghĩ mình có thể đánh bại ta? Để ta cho các người biết, nơi này là kiếm mộ, ngoài chôn kiếm, đây cũng là nơi chôn thây của các người. Chờ chết đi. Ta dạy các người trưởng quyền cước, nhưng tuyệt kỹ mạnh nhất của ta chính là kiếm. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội triển thủy du. Đi Bồ Tát, ta không tin lời tiên đoán của ông đâu. Ta chỉ tin chính bản thân mình mà thôi. Ta đã giấu kiếm rồi. Cho dù các người có tìm được cũng chẳng thể sử dụng nếu không có máu của ta hay con trai ta. Được thuyết minh độc quyền bởi tv2.org.
Tử Nhi, Tử Nhi. Cha, đừng bỏ con lại một mình. Cha, mau cứu con. Đừng hòng ta đầu hàng. Hùng Bá, trả lại thanh danh cho ta, trả mạng cả nhà ta, trả lại thanh bình cho ta, trả lại thanh bình cho ta. Vân Huynh, các người làm gì vậy? Mau tránh ra. Dù sao ông cũng có ơn nuôi dưỡng chúng tôi. Kiếm Thánh, Nhiếp Nhân Vương, các người có giỏi thì tới đây. Ta chính là Hùng Bá thiên hạ. Nếu như đi quá xa, vận mệnh sẽ sớm chấm dứt. Ta chính là Hùng Bá thiên hạ. Ta chính là Hùng Bá thiên hạ. Ta chính là Hùng Bá thiên hạ.到端水患流，港水清洗不去心中悲忧，千劫百世痛恨，心坎中逗留，一生不懂内疚，每个眼眸猜不透，人像云荡悠荡来在天难透。 到端水患流，港水清洗不去心中悲忧，千劫百世痛恨，心坎中逗留，望天跟风合奏。